văn: Nhược dục sử quỷ giả, thủ giả độc lâu tịnh tẩy, ư thiên nhãn tượng tiền thiết đàn tràng, dĩ chủng chủng hương hoa ẩm thực tế chi, nhật nhật như thị, thất nhật tất lai hiện thân, tùy nhân sử linh, nhược dục sử tứ thiên vương giả, chủ đàn hương thiêu chi, do thử Bồ Tát đại bi nguyện lực thâm trọng cố, diệt vị thử Đà La Ni, uy thần quảng đại cố. Việc dịch: Nếu người nào muốn sai khiến quỷ thần thì tìm một chiếc xương sọ ở những ngôi mộ hoang, đem về rửa sạch. Kế đó thiết lập đàn tràng để chiếc xương ấy trước tượng thiên nhãn, chí tâm tụng chú. Mỗi ngày đều dùng hương hoa cùng các thứ ăn uống cúng tế vong linh. Đúng 7 ngày như thế, quỷ sẽ hiện thân, tùy theo mệnh lệnh của người ấy sai bảo. Lược giảng: Nếu người nào muốn sai khiến quỷ thần, quý vị muốn chi phối quỷ thần, kêu quỷ thần làm việc cho quý vị, giảng kinh Đại Bi Đà La Ni đến chỗ này, hôm qua thầy Quả Ninh nói, thật kỳ lạ, pháp này thật kỳ lạ. Điều này chẳng có gì kỳ lạ cả, đây đều là việc thường có trên thế giới, chỉ là chúng ta chưa hiểu rõ đạo lý này. Khi chưa hiểu rõ được pháp này, bèn cho rằng rất kỳ lạ. Cũng giống như nhân loại chúng ta chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng, và mọi người thấy lạ khi chúng ta lên mặt trăng và lấy vài viên đá về trái đất. Mọi người cho rằng những viên đá này khác với đá trên trái đất. Vốn dĩ là đá trên mặt trăng cùng với đá trên trái đất cũng giống nhau, không có gì khác biệt. Chẳng phải là đá trong mặt trăng quý giá như đá kim cương. Tuy không quý giá như thế, nhưng dùng vài trăm tỷ để lấy về. Tuy cũng là đá, nhưng vẫn quý giá. Bởi vì chúng sanh chúng ta không biết được đạo lý của Pháp, cho nên nhìn thấy Pháp này cảm thấy rất kỳ lạ. Thật ra đều là không rời tự tánh. Bây giờ là nói sai khiến quỷ thần. Sự việc sai khiến quỷ thần này vốn là rất bình thường, nhưng người thông thường không thể sai khiến quỷ thần, cho nên cảm thấy người có thể sai khiến quỷ thần rất lạ lùng. Người thời xưa rất nhiều người có thể sai khiến quỷ thần. Thế nào gọi là sai khiến quỷ thần? Tức là kêu quỷ thần đến làm việc. Có thể kêu quỷ thần đến quét nhà cho quý vị, lau bàn, nấu cơm, hoặc là mua một ít đồ. Đây đều là việc có thể làm được. Nhưng người hiện nay đều không tu pháp này, cũng không tin pháp này, cho nên hiện nay không còn ai có thể sai khiến quỷ thần nữa. Quý vị biết ở Trung Quốc có một người tên là Kỳ Hiểu Đường không? Ông ta sống vào thời đại Triều Thanh của Trung Quốc. Kỳ Hiểu Đường là một người rất thông minh. Ông tham gia thi khoa cử bởi vì trình độ văn chương của ông quá xuất chúng. Quan chủ khảo ganh ghét ông, cho nên ông không thi đỗ, ông bèn đi xuất gia. Ông ta xuất gia thì có 5 con quỷ đến giúp ông làm việc. 5 con quỷ này vốn là gì? Không phải nói đây là ngũ quỷ sao? Lúc đầu, ông đấu pháp với 5 con quỷ ấy. 5 con quỷ ấy không đấu lại ông, bèn quy y với ông. Quy y ông, bèn theo ông học pháp. Ông kêu chúng làm việc gì thì chúng làm việc đó. Vì vậy, có việc gì ngoài mấy ngàn dặm, ông phái quỷ đến xem xét, thu thập một số thông tin, giống như gián điệp hiện nay vậy. Gián điệp của các quốc gia hiện nay, mọi người có thể nhìn thấy họ, như vậy vẫn chưa phải là bí mật. Còn loại gián điệp này, người không nhìn thấy chúng, nhưng chúng có thể nhìn thấy người. Kỳ Hiểu Đường nói, người đến bên đó xem người nào đó đang làm gì. Chúng liền đến nơi đó xem xét, trở về báo cáo với chủ nhân. Bất luận là nơi nào cũng như vậy. Đây chính là tu pháp đại bi rất tinh, có thể sai khiến quỷ thần. Người sai khiến được quỷ này, ở đây nói quỷ, nhưng trong loại quỷ cũng bao gồm thần rồi. Hán văn dùng từ thủ giả độc lâu tịnh tẩy, nghĩa là tìm một chiếc xương sọ ở những ngôi mộ hoang, đem về rửa sạch. Thế nào gọi là ngôi mộ hoang? Chính là phần mộ trơ trọi không có chủ, cũng không có người chăm sóc. Ở Trung Quốc, người có con cái thì sẽ có nghĩa trang. Người chết đều được an táng cùng chỗ với nhau, đây gọi là mộ phần có chủ, có người quản, có con cháu quản. Còn ngôi mộ hoang
là mộ phần trơ trọi, không có con cháu, không có người quản, không có người đến cúng tế. Quý vị lấy xương cốt bên trong mộ phần đó, lấy ra một khúc. Trên thân thể của người chết, bất luận là khúc xương nào cũng gọi là độc lâu. Vì sao phải lấy xương sọ ở những ngôi mộ hoang này vậy? Bởi vì xương sọ ở những ngôi mộ hoang này không có người cúng tế, cũng không có người quan tâm đến cho họ. Lúc này quý vị lấy xương của họ về, dùng nước rửa sạch, đừng để có một chút thịt nào trên đó. Phơi khô, rửa sạch sẽ rồi, cũng không còn mùi hôi thối nữa. Trước tượng Thiên Nhãn. Chính là ở trước tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hơn một tháng sau, quý vị đến Hồng Kông thì sẽ nhìn thấy tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà tôi đặt ở Hồng Kông. Nhưng chỗ tôi không có đầu lâu, cho nên không cần đến nơi đó để xem có đầu lâu hay không. Thiết lập đàn tràng. Chính là thiết lập một nơi bất kỳ người nào không thể vào trong đó, giống như kiết giới vậy. Như đàn tràng của chúng ta ở trong là cúng dường tượng Thiên Nhãn, nhưng trong pháp này không phải là cúng dường tượng Thiên Nhãn mà là thờ cúng đầu lâu. Dùng hương hoa cùng các thứ ăn uống cúng tế vong linh. Hàng ngày phải thay hương hoa nhiều lần, khi dùng cơm, dùng thức ăn để cúng tế, dâng cúng cho họ. Mỗi ngày đều, tức là ngày nào cũng như vậy. Đúng 7 ngày như thế, quỷ sẽ hiện thân. Sau đúng 7 ngày, hồn của chiếc hộp sọ chính là con quỷ ấy sẽ hiện ra, bởi vì họ là xương đầu lâu hoang dã, không được ai đến cúng tế. Và lúc này, có người đến cúng tế họ, họ cũng sẽ đến hưởng những sự cúng tế này. Sau 7 ngày hoặc là ban ngày, quý vị sẽ nhìn thấy họ, hoặc là vào ban đêm sẽ nhìn thấy họ. Nhưng khi quý vị nhìn thấy, đừng nên sợ hãi, nói: "Ôi, quỷ đến rồi." Bởi vì quý vị cúng họ, tức là quý vị muốn gọi họ đến. Nếu lúc đó quý vị sợ hãi, thì họ sẽ cho rằng quý vị không phải chủ nhân, và họ sẽ làm chủ nhân của quý vị, muốn đến sai khí quý vị. Quỷ sẽ nói: "Ngươi tìm ta đến để làm gì? Được thôi, theo làm quyến thuộc của ta đi." Quý vị bị họ dọa, dọa đến chết, vậy thì bị họ bắt đi rồi. Quý vị bị họ bắt đi thì phải nghe sự chỉ huy của họ. Nếu quý vị không sợ họ, họ nhất định hỏi quý vị: "Anh có yêu cầu gì với tôi, kêu tôi làm gì?" Vậy thì quý vị có thể kêu họ làm việc gì đó. Lúc ấy, quý vị nhớ kỹ đừng quên chú Đại Bi. Nếu quên niệm chú Đại Bi, ồ, con quỷ ấy sẽ giận dữ. Quỷ giận dữ thì nguy lắm. Tùy theo mệnh lệnh, quý vị muốn kêu họ làm gì thì họ làm việc đó. Quý vị nói, hãy dời ngọn núi ở phía trước ra phía sau. Họ cũng có thể dời. Nói tóm lại, đều có thể làm được. Hán văn, nhược dục sự tứ thiên vương giả, chú đàn hương thiêu chi, do thử Bồ Tát Đại Bi nguyện lực thâm trọng cố, diệt vị thử Đà La Ni, uy thần quảng đại cố. Việc dịch: như muốn sai khiến tứ thiên vương thì tụng chú này vào gỗ đàn hương rồi đốt lên sẽ thấy hiệu quả. Sở dĩ được như thế cũng là do nguyện lực đại từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát sâu nặng, lại cũng do oai thần rộng lớn của Đà La Ni này. Lược giảng: như muốn sai khiến tứ thiên vương. Quý vị nói: tôi không muốn sai khiến quỷ thần, tôi muốn sai khiến tứ đại thiên vương. Gọi tứ đại thiên vương làm việc cho tôi. Điều này cũng có thể làm được. Làm thế nào? Tụng chú này vào gỗ đàn hương rồi đốt lên. Quý vị dùng gỗ đàn hương rồi niệm chú Đại Bi vào. Nhưng không chỉ mỗi niệm chú Đại Bi. Nếu quý vị không hiểu rõ chỗ này, hoặc quý vị chỉ niệm chú Đại Bi, như vậy thì lại không làm được. Vẫn còn hai bài chú, là chú gì? Một là Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni, hai là Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni. Hai bài chú này phải niệm mỗi bài chú 108 biến. Chú Đại Bi cũng phải niệm 108 biến. Sau đó quý vị đốt đàn hương lên. Ở đây không nói đến tứ đại thiên vương có hiện thân hay không,
Nhưng nếu quý vị thành tâm một chút, quý vị chú nguyện một lần không hiện thân, quý vị chú nguyện tiếp, thậm chí là quý vị tụng chú để thắp hương hàng ngày, gia trì vào hương xong rồi, quý vị lại thắp lên, sau đó lại gia trì nén hương thứ hai. Ngày nào cũng thắp như vậy, cũng phải đợi đến ngày thứ bảy, và lúc ấy Tứ Đại Thiên Vương sẽ hiện thân. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Nam Hoa trải tọa cụ trong chùa. Tất cả chùa Nam Hoa, chu vi lớn khoảng 50-60 dặm, đều được tọa cụ phủ kín. Bốn góc chùa có Tứ Thiên Vương hiện thân, đứng ở bốn góc. Vì sao vậy? Cũng chính là vì bình thường Lục Tổ tu Pháp Đại Bi. Cho nên đến khi cần dùng Tứ Đại Thiên Vương, Ngài nói, các ông hãy đến để canh giữ bốn phía cho ta. Tứ Đại Thiên Vương đều hiện thân. Ôi, Tứ Thiên Vương hình dáng uy phong lẫm liệt. Ông Trần Á Tiên vừa thấy liền nói, đây đúng là một hòa thượng có thần thông thật phi thường. Thế là ông ta liền dâng hiến, cúng dường toàn bộ nơi đó. Đây cũng đều là do Pháp Đại Bi mà Lục Tổ tu mới có thành tựu như vậy. Được như thế cũng là do nguyện lực đại từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát sâu nặng. Bởi vì đại nguyện lực đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát lời nguyện, có người nào có thể trì chú đại bi, tất cả sở cầu nhất định được thành tựu. Cho nên nguyện lực vừa sâu vừa nặng, lại cũng do oai thần rộng lớn của Đà La Ni này, cũng là vì oai thần linh cảm của đại bi Đà La Ni rộng lớn vô biên, ngoài sức tưởng tượng. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha.